Xin kính chào đại gia đình mọi miền Tổ quốc nha. Đã rất lâu rồi em không làm clip liên quan đến công nghệ. Và lần này á, em làm một cái clip mà liên quan đến công nghệ, mà công nghệ nhiều luôn. Đó là con xe Vespa GTX hiện tại năm 2023 đã ra cái phiên bản gì đại gia đình? Phiên bản chìa khóa Smart Key. Nó đây, một bầu trời công nghệ luôn đại gia đình. Với cái chìa khóa Smart Key này á, đã xóa tan tất cả những cái công nghệ trước đây là công nghệ có dây. Thì bây giờ đây sử dụng công nghệ Smart Key, tức là không dây. Với cái chìa khóa này á, đại gia đình chỉ cần đến gần xe khoảng cách 1,5m là có thể mở được chiếc xe rồi. Đó, nó giống như những cái công nghệ Smart Key trên những cái đối thủ khác như là Honda, Yamaha này kia nọ đó. Nhưng lần này á, cái chìa khóa Smart Key nó xịn sò lắm đại gia đình. Nó cầm nó đã tai lắm. Đó, em có một cái chìa khóa Smart Key con SH luôn, em để vô cho đại gia đình so sánh nha. Đây, con SH thì nó cổ điển, cái chìa khóa này nó lâu rồi. À, trên con SH nó lâu rồi, vuông vuông. Nhưng mà lần này trên con Vespa nó tròn tròn, giống như kiểu như là cái gì ta, cái trứng hay gì ta. Cũng không phải cái trứng nữa, mà là hình dẹt, hình dài dài ha. Thì con Honda thì nó còn vậy, còn nó còn vậy. Em thấy trên con Vespa nó sang hơn ha. Nó có cái logo Vespa nữa. Và nó chỉ có 2 nút thôi đại đình. Nhưng con SH nó 3 nút. SH nó có bao là báo động nữa. Còn con Vespa thì nó không có báo động. Thì cái này mình vấn đề bỏ qua báo động đi. Tại vì Vespa chắc cũng không ai trộm đâu. Rồi, bây giờ 2 nút là gì? Thứ nhất là nút mở cốp từ xa. Cái thứ hai là nút tìm xe ở trong bãi xe. Nếu mà nhiều xe quá mình không biết xe mình nằm đâu á, thì mình bấm vô nó sẽ đá xi nhan, đá 4 cái đèn xi nhan. Rồi, quý vị chỉ việc để cái chìa khóa này ở bên người, để trong túi hoặc là móc, treo ở bên đây thôi. Là quý vị đi tung tăng, ngồi quán cà phê hay là đi ra khỏi chiếc xe, đi xa khỏi chiếc xe hơn 1 năm, hơn 1,5 mét là xe nó không nhận dạng được, là không mở được. Đó. Rồi, bây giờ em nói về những cái công nghệ liên quan ngoài cái Smart Key ra, thì nó có cái gì hay trên đời 2023 nữa? Tất nhiên nó có rất là nhiều cái cải tiến nữa, mà cải tiến đó em không phải là gọi là nó nhỏ mà nó lớn. Đầu tiên á là nó có 4 màu chủ đạo trên con 150 Smart Key GTX 2023 này. Đó là màu cam nha đại gia đình, cam. Đó. Rất là nhiều màu, mà đầu tiên là em thấy là màu cam là cũng rất là đẹp đó. Màu cam mà có một điểm thay đổi lớn đó là cái cặp kính. Thì ở đời GTX trước là kính tròn, nhưng mà lần này á trên con Smart Key này thì nó là kính kiểu như lục giác rồi. 1 2 3 4 5 là ngũ giác, gọi là vuông đi ha, kính vuông đi ha. Kính vuông cho dễ gọi nha, kính vuông và sơn đen luôn. Nó ngầu hơn, nó nam tính hơn. Nếu mà cái kính tròn á mọi người cứ chê nó là nữ tính, thì bây giờ kính vuông nó là nam tính rồi, và nó sơn đen luôn, rất là đẹp. Cái thứ hai là các cái viền xe này, ví dụ như viền hông, viền đèn, rồi viền cái này là vè đó, đó cái mũi vè, rồi viền tay dắt hay là cái gì đó, nó đen hết trơn rồi. Đây là con cam ha. Đặc biệt một điều nữa thay đổi lớn đó là cái cà vạt bây giờ đã được mạ một lớp fiber carbon, nó gọi là lớp carbon đó, vân carbon. Thì để chống chạy thôi, ví dụ như mình có cào vô đây, hoặc là mình có lỡ mà có nít nó tới nó chơi đùa thì nó không có trầy. Đó, nó đỡ được và nó sang nữa. Đó. Màu thứ hai là màu xanh ô liu nha. Cái màu này em nghĩ là màu nhận diện con Smart Key nè, giống như trên iPhone 14 vậy đó. Nếu là màu mắm tôm là màu tím là đại diện cho con iPhone 14, thì màu này là màu đại diện cho con Smart Key nè. Nếu nói màu này màu xanh á thì nhiều người sẽ nghĩ rằng là sao em đâu thấy xanh đâu, em thấy vàng vàng nâu nâu đồng đồng. Thì nói là người ta gọi trên giấy tờ là như vậy, là xanh ô liu ha. Rồi, màu thứ ba đại gia đình ơi, đó là màu trắng, màu trắng ngọc trinh, nhưng mà nó không có trắng hết, mà nó có pha đen với lại cái cà vạt vân carbon. Các chi tiết khác thì nó cũng vậy thôi. Và màu cuối cùng, nam tính, nam thần, mạnh mẽ, sang trọng, quý phái, lịch lãm, phải gọi là một bầu trời sang trọng luôn, là màu đen, đen nhám nha. Đó, màu đen này thật sự đã có trên những cái con Superbox đời trước rồi, nhưng mà bây giờ lần này thì nó phá cách nhiều hơn. Ví dụ như cái cà vạt, ốp viền, kính thì không nói rồi. Đặc biệt một điều em thích cái ốp tay ga này, ốp tay ga nó làm sọc 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 đẹp lắm. Rồi nó có một cái gù gù lòi ra dài dài để làm gì biết không? Nó giống như là để chống phải gọi là chạy, mà nó để giảm sốc á, nó cân bằng hai bên.
nó làm cho mình không có bị rung á, rung tay lái, mình không có bị mỏi cái tay lái ha. Cái gù nó có tác dụng lắm luôn á, chứ không phải không có đâu nha. Nó dài ra, càng dài càng tốt á, nhưng mà dài quá thì lại vướng xe khác. Làm nhiều đầy đủ rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục với cái phần cái yên xe nha đại gia đình. Phía trước thì ok rồi, cái yên xe. Bây giờ cái điểm lớn nữa là cái yên xe. Thì cái yên xe này á đại gia đình, yên xe này thì là gì? Em mở cốp cái nha. Yên xe này thì nó làm họa tiết là giống như kiểu con trên con spring á, sọc ngang nè, đã lắm, gò vô đã lắm. Và may gia công chỉ màu cam, đẹp lắm. Rồi mở yên ra chúng ta sẽ thấy gì? Mở yên ra chúng ta sẽ thấy cái cốp. Cái cốp phiên bản này thì em thấy nó phá cách, nó làm thay đổi bớt, nhưng mà cái diện tích, cái không gian chứa đồ thì em thấy vẫn vậy, cũng không có tăng đáng kể bao nhiêu hết, cũng khoảng khoảng con đời trước. Nhưng mà có một điều em thấy là trên con Vespa lần này là nó có một cái bát để gắn biển số. Nhưng mà đại gia đình ơi, phiên bản này thì em mở ra cho đại đình coi luôn. Có một điều hay đó là ở nước ngoài á, người ta rất là chú trọng cái mắt mèo cho cái bát biển số. Thì lần này đại gia đình coi nè, em ướm lên thử cho đại đình xem nha. Ngược lại đây. Đó, đây. Thì khi mà mình ướm lên vậy á, cái mắt mèo á nó làm tăng cái nhận diện giữa cái xe vuông góc, nó gọi vào đây nó thấy xe mình, nó sẽ né xe mình. Đó, nó mắt mèo đó. Những cái phiên bản trước đây nó không có cái mắt mèo ngay đây, bây giờ nó trang bị sẵn luôn ở đây. Đó là một điều rất là hay và cải tiến nha, làm tăng cái độ ngầu cho xe mình nữa. Đó. Rồi điều thứ hai là cái gì? Cái phần đuôi xe em thấy là hồi đời trước á nó làm dạng ngang, bây giờ nó làm dạng dọc. Đó, phá cách dọc nha. Nhìn nó liền khối, đèn led, led liền khối đã lắm, nhìn đẹp lắm. Em bóp thắng là nó đẹp nữa nè. Đó, đẹp không? Đó, quá đẹp luôn. Rồi đó ha. Và một điều nữa đại gia đình ơi, xi nhan bây giờ đã cải tiến lên led luôn rồi. Hồi đó xi nhan vẫn là halogen, bây giờ nó đã là led. Và em mở đèn xi nhan cho đại đình xem nha. Đó, led, full led luôn. Vàng full led, nó không có bóng halogen nữa, nó không có tỏa nhiệt nữa, nó không có đứt bóng nữa. Đó, led thì tuổi thọ rất là cao. Đó. Rồi, đó là cái phần xi nhan led, bóng đèn hậu. Còn một phần nữa là có một cái điểm nhấn là cái tem ở đây. Phiên bản này thì nó tem cam. Đó. Rồi, Oppo là tất nhiên là bản Sport thì Oppo nó sơn đen luôn rồi. Rồi cái máy thì cái lọc gió ở đây. Đó. Cái gác chân cho người ngồi sau nó cũng làm sơn đen luôn. Đó, gác chân sơn đen. Gặp lại, tông sẹt tông. Rồi một phần nữa là cái phần này, phần lấy gió nè, phần tản nhiệt, nó làm khác đi so với đời trước. Em sẽ có clip nói về vấn đề đó sau. Còn cái phần mở yên phụ thì em thấy, xin lỗi mần phở úp, cốp phụ thì em vẫn thấy nó na ná như vậy. Nó cũng không có gì khác nhiều lắm, đậy lại vẫn như vậy. Cái này là cải tiến nhỏ đại gia đình ha, cải tiến nhỏ. Tại sao em nói nhỏ? Tại vì đời trước á, cái móc treo đồ này á là nó dạng tròn, mà bây giờ nó làm dạng vuông. Bây giờ có xu hướng là tròn qua vuông á, kính thì từ tròn qua vuông, cái này cũng tròn qua vuông luôn, nó nam tính hơn ha. Và tất nhiên smart key thì dùng núm vặn rồi, đây núm vặn ha, nó có thông số là chữ off, chữ on, với lại khóa cổ là lock. Và cái ignition này là có nghĩa là nhận diện là mình muốn tắt xe đi á thì mình tắt một cái, rồi tắt một cái, đó tắt một cái tới đây ha, rồi xong rồi nó hiện chữ gì đó, mình nhấn cái nữa mất luôn. Đó. Rồi đó là cái phần cái núm vặn. Bây giờ em giới thiệu đại đình tiếp một cái nhỏ nữa, đó là cái đồng hồ. Nãy giờ nói lanh quanh chưa nói đồng hồ, thì cái đồng hồ á, em mở lên cho đại đình xem ha. Bây giờ đồng hồ là chưa mở nè, mình thấy phần LCD này nó to hơn bản cũ rồi đó. Bây giờ em mở lên nè, 1, 2, 3 nhấn vô một cái mở. Đó, kim nó quay qua đây, nó đá qua đây. Từ từ các cái đèn đây nó hiện lên hết, sau đó nó hiện lại những cái thông số cơ bản như là km, giờ, mắc km trên giờ, ASR nó hiện chữ off là tại vì mình chưa có chạy, nó chưa có can thiệp và trượt bánh trước bánh sau, nó chưa can thiệp cho nên để off. Rồi báo hiệu xăng đổ được bao nhiêu, bên này là nhiệt độ. Đó, còn trên này thì báo là xăng dưới 2 lít thì nó hiện thông báo là nên đổ xăng tiếp. ABS bánh trước bánh sau, phun xăng điện tử, rồi vận tốc ở đây, tốc độ bao nhiêu km trên giờ. Ở đây là xi nhan em chưa tắt nè, cho nên nó hiện nè. Rồi cái này là báo dầu. Đó. Rồi thông số vậy thôi nhưng mà nó làm đồ họa đẹp hơn đại đình ha.
đẹp hơn. Và khi tắt á, khi tắt thì nó lại, nó chạy cái kim này lại lần nữa rồi nó bắt đầu nó tắt. Rồi nó hiện chữ này, nó hiện chữ này có nghĩa là nó nói rằng là xe chuẩn bị khóa hoặc là đi xa ra là nó hiện sao á. Ví dụ em đi xa ra ha, em đi xa ra. Sao rồi ta, sao rồi Tứng? Nó có hiện gì nữa không? Vậy là phải chờ mình nhấn nút hả? Chắc khoảng 5 giây hết rồi phải không? À, nó tự động nó khoảng 5 giây, 7 giây gì đó. Rồi, giả sử như mình đi xa rồi, hơn 1,5 mét rồi, camera man là đang cố tình là mở lên. Được không camera? Không luôn đúng không? Ok, như vậy là chìa khóa đã đi xa chiếc xe hơn 1,5 mét là chúng ta không dặn được chiếc xe. Tất nhiên rồi, nếu mà dặn được chiếc xe thì còn gì gọi là smart key nữa. Là hệ thống nó không làm việc rồi. Hệ thống không phát huy được cái tác dụng của nó. Rồi, khi đến gần thì chúng ta vẫn mở được bình thường. Mở lên. Đó, lại tiếp tục mở lên như vậy. Rồi, còn cái phần mà em hướng dẫn đại định luôn là cái phần mở cốp xe. Thì bây giờ giả sử như mình đến gần mình mở cốp xe bằng cơ. Bằng cơ là gì? Là nhấn nút ha. Ví dụ đây, mình nhấn nút, mình đẩy cái đi ha. Em đẩy cái rồi em mở cho đại định xem nha. Chúng ta không có gấp. Rồi, em đẩy. Rồi đẩy ra nè, kéo lên không được. Bây giờ em nhấn nút, mở rồi nhấn nút. Nghe cạch, lại văng lên. Tuy nhiên trong nhiều tình huống á, người dùng không có muốn gườm gà như vậy, mất thời gian như vậy. Thì người dùng ta sao ta? Tắt máy nè. Đến gần, nhấn vô cái nút này. Đến gần, hoặc là không cần đến gần, khoảng 3 mét, 5 mét gì đó cũng được nha. Bây giờ em đứng đây khoảng 5 mét nè. Đây, 5 mét rồi. Em nhấn nút mở cốp nè. Nhấn giữ nha, đè giữ. Đó, mở rồi đó. Quá hay luôn. Có nghĩa là chủ xe đến gần xe khoảng 5-10 mét là nhấn nút là được rồi. Là mở cốp ra rồi để đồ vô cốp. Ví dụ như em mở rồi đó, bây giờ em để đồ vô cốp thôi. Đó, sao quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời mặt trời luôn. Không cần phải mở yên bằng cách mở cái này rồi bắt đầu mới nhấn cái này. Nó mất thời gian lắm. Đó, đó là một điểm cải tiến đó nè. Nhỏ nhưng mà nó thể hiện cái sự cách tân, cái sự phá cách, cái sự tiện dụng của nó. Đó, như vậy ha. Lấy lại đồ em bỏ vô là hồi em quên em giao xe cho khách luôn chết em nha. Đó, mọi người ơi, những cái gì mà em kể nãy giờ á, à còn một cái nhỏ nhỏ nữa em kể đại đình luôn, là thay vì những con đời trước á là cái cùm những cái công tắc này nè là nó không có làm rời và nó không có mạ rôm, tại vì nhựa nó liền luôn, còn phiên bản này á nhựa nó làm tách rời như vậy. Và em thấy như vậy ha, nó hay là tại vì nó tô điểm, nó nhấn nhá chỗ này lên nó đẹp hơn nha. Đó. Rồi bây giờ mở cốp ngay chỗ này rồi nút này là tạm dừng 5 giây đúng không? Rồi còn cái này là ASR, cái này thì để em tìm hiểu sau nha, không biết là mình có can thiệp được bằng cơ hay không. Cái này là đề xe. Rồi qua bên này đại đình ơi, cái này là gọi là pha cốt và đá xi nhan. Đó, đá xi nhan ở đại đình. Đó. Còn một điều nữa là ở đây có một cái nút gọi là điều hướng, bốn hướng luôn, đông tây nam bắc, để chỉnh những cái thông số trên đây đại đình ha. Chỉnh những thông số trên đó đó. Đó, chỉnh đó. Em đang bấm đó, tùm lum la đó. Rồi đây là xi nhan ha. Khi xi nhan thì nó hiện có một nơi à, chứ không phải là hiện hai bên nha. Đó, rồi còi ha. Còi thì em xin phép không nhấn, tại vì nó ồn quá. Rồi một điều nhỏ nữa đó là trên con 125 nó vẫn có cái công nghệ smart key nha. Nhưng chứ mà không phải không có 125, vẫn có 125. Đại đình muốn cái giá tiền nó thấp hơn một chút thì lựa chọn 125. Còn nếu đại đình tài chính mà ok thì có thể chọn 150. Đặc biệt nữa, cái đồng hồ này, cái smart key này vẫn có phiên bản 300 phân khối nha đại gia đình. 300 phân khối có luôn nha, chứ không phải là chỉ con Supertech mới có đâu. Con Supertech 300 phân khối là tất nhiên nó là 300 phân khối cho con Supertech rồi, nhưng mà cái đồng hồ này vẫn có áp dụng trên con 300, là đồng hồ cơ kết hợp với cái LCD á. Còn con Supertech á là nó full ha. Thì em sẽ nói về cái con Supertech sau. Đó, đồng hồ này nó vẫn có phiên bản 300 phân khối là bằng A2 nha. Thì giá của con 150 em báo là đại gia đình là 137 triệu, chưa bao gồm phí lăn bánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ở tỉnh á thì phí lăn bánh khoảng 3-4 triệu, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh á phí lăn bánh khoảng 11 triệu. Nói vậy cho dễ hiểu nha. Ra giấy con này tại Thành phố Hồ Chí Minh báo luôn nè là 137 chưa giấy, ra giấy 148.300.000 đồng. Nói vậy luôn đại đình khỏi hỏi nữa. Còn nếu ra giấy ở tỉnh á, thì á, tỉnh là ở chỗ nào của tỉnh, ví dụ như ở huyện
ở xã, ở thị trấn, ở thị xã hay là ở thành phố thuộc tỉnh thì nó sẽ có cái mức quy định theo quy định pháp luật. Chứ em không có lấy tiền này là nhà nước người ta thu nha. Ok, rồi clip cũng dài rồi và cũng đã nói gần như là tất cả những cái gì thay đổi trên xe em cũng có nói hết rồi. Giá xe rồi công nghệ kèm theo nha. Còn một cái nữa là em đề xe cho Đại Định nghe thử nha. Tại cuối clip thường thường ta hay làm cái vấn đề là đề xe, thì nhân tiện là xe này gắn bình với lại có một ít xăng trong đây. Xe này xe mới nha, chứ không phải xe cũ nha, nhưng mà vì là xăng là nhà máy người ta đổ nền á, người ta đổ nền trong đó. Bây giờ nhờ camera tới phần cái bô để nghe tiếng xăng, test tiếng đề nha. Ok. Rồi, Đại Định đợi, chờ một chút. Rồi, bây giờ cameraman đã hỗ trợ được, tiếp tục là đến cái phần bô ha. Rồi, em đề nghe thử nghe cái tiếng đề và cái tiếng bô như thế nào ha. Em đề nè. Ồ, thật bất ngờ. Đề không có sẹt như đời trước. Và tiếng bô rất là thoát luôn, lực ra rất là thoát, thoáng máy. Giả sử em nẹt nhẹ nha, không dám nẹt mạnh đâu. Ồ, rất là thanh thoát. Em nghĩ là nó đã cải tiến máy một phần nào đó rồi. Mặc dù máy vẫn là máy đó, nhưng mà em nghĩ là nó đã cải tiến. Và đề nó không có tiếng sẹt sẹt nữa. Đó, đề là nó giống như kiểu là nó của Honda đó, là nó tích hợp máy phát vào bộ đề. Hiểu ý em không? Tích hợp máy phát vào bộ đề là bấm nút là nó khởi động luôn à. Ví dụ như xe điện vậy đó. À, xin lỗi, em mở cái lại nha, làm lại 5 giây rồi hả đề. Rồi, làm lại nè. Đó, nó đề luôn à. Rồi, hay quá. Rồi, cuối clip em xin phép, clip cũng dài rồi, em xin phép là em kết thúc nha. Đại gia đình có muốn mua xe thì đến địa chỉ 369 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thành, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, hoặc là địa chỉ 52 đường Tô Ký, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để gặp em cũng như là các bạn nhân viên tư vấn khác để có cơ hội được tiếp chuyện với đại gia đình cũng như là mọi người có nhu cầu về xe này. Đặc biệt ngoài xe này thì em còn những cái xe khác như là Vespa Spring, Vespa Primavera, Vespa GTX đời trước, rồi Vespa 946, rồi Vespa gọi là gì ta, phiên bản mà đèn nó ở dưới đây nè, Shizumi đó, GTV á, rồi vân vân. Rồi ngoài ra em còn có Piaggio Medley, Piaggio Liberty, đặc biệt là Piaggio Medley với Liberty là có hỗ trợ tháng 5 này là tặng phí trước bạ. Ví dụ con Medley cho 50, phí trước bạ là 4.8 triệu, tặng 4.8 triệu đó luôn. Con Liberty cũng vậy luôn, tặng phí trước bạ luôn đó. Rồi ngoài ra thì còn có những cái quà của công ty chúng em như là thảm lót, áo mưa, nón bảo hiểm, thẻ thành viên, rửa xe miễn phí trọn đời, vân 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 vân. Số điện thoại của em là 0968886628. Em cũng để công khai trên góc màn hình luôn nha. Cảm ơn Đại Đình, kiểu đã dài, chúc Đại Đình thật nhiều sức khỏe. Và có quan tâm xe Vespa Piaggio nhớ gọi em, cũng như các bạn nhân viên tư vấn ở đây có cơ hội để bán xe cho mọi người nha. Công ty chúng em là công ty ủy quyền chính hãng của Vespa Piaggio Việt Nam nha. Cửa hàng của em thì công khai rõ ràng và số tài khoản công ty cũng rõ ràng, không phải là số tài khoản cá nhân, cho nên mọi người cứ yên tâm. Và em có nhận giao xe toàn quốc luôn: Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ở đâu cũng giao xe tới nơi được. Đại Đình miễn Đại Đình thích là được. Cảm ơn Đại Đình.